từ đâu ra sự ổn định giữa dịch bệnh, khủng hoảng và biến động? Trong những ngày tháng đầy hoang mang và bất ổn của dịch bệnh, giãn cách xã hội, biến động về kinh tế, Bitcoin, chứng khoán, công ăn việc làm, thì anh nói thật với các bạn luôn là ngay cả bản thân anh cũng rơi vào sự hoang mang và lững lờ trong cái suy nghĩ và cảm xúc của mình. Lần đầu tiên anh bắt đầu có cái câu hỏi trong đầu của mình là bao giờ mọi thứ mới ổn định trở lại để con anh được đi học, nhân viên được đi làm, công việc và những dự án được triển khai. Và rồi anh kinh ngạc nhận ra là sau bao nhiêu năm bôn ba quậy phá thì cuối cùng ngay cả anh cũng bắt đầu khát khao tìm kiếm cái thứ mà ngày xưa ba má luôn dùng nó để càm ràm anh em chúng ta, đó là sự ổn định. Và giống như một cái duyên thì ngay lúc đó anh vô tình tìm thấy và đọc được một cái bài viết được chia sẻ rất là thật, thật đến quay quắt, của một bạn trẻ sinh năm 97. Bài viết được chia sẻ trên fanpage Thế Anh 28. Cái bài viết này nè: thế là anh quyết định nỗ lực để hỗ trợ cho bạn trẻ này, cũng như một cách để anh em chúng ta cùng nhau tìm ra cái câu trả lời cho những băn khoăn của chính các bạn, mà có khi là băn khoăn của chính bản thân anh. Sẵn sàng chưa? Let's go. Xin chào mọi người, em sinh năm 97, đã tốt nghiệp đại học ngành kinh doanh quốc tế. Năm 2019 mới ra trường, sau khi thi trượt N cái chương trình Management Trainee, quản trị viên tập sự, thì em cũng nhận ra năng lực của mình không phù hợp nên em từ bỏ. Rồi được người thân sắp xếp vào làm giao dịch viên trong một cái ngân hàng thương mại cổ phần cũng to to. Còn cứ nghĩ là em sẽ chịu an phận rồi, nhưng không. Môi trường bang rất đặc thù, drama mà cũng không ít toxic. Đối với một đứa mới chập chững vào đời như em thì bị sốc văn hóa không ít. Và em cũng không cam tâm tiếp tục làm trong môi trường như vậy, nên em đã xin nghỉ sau 3 tháng. Nghỉ xong em đã đi ôn thi IELTS để đi dạy, vì em có nền tảng tiếng Anh khá và cũng đã nhận được job dạy online từ trước đó. Sau đó em thi được 7.0. Nhưng em một lần nữa nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Em đi phỏng vấn vào trung tâm tiếng Anh thì không được nhận vì thiếu kỹ năng sư phạm. Vì vậy em tiếp tục nhận dạy online để có chi phí sinh hoạt qua ngày. Vài tháng sau, do quá nản với việc chỉ ở nhà dạy online nên em quyết định quay đầu về làm đúng chuyên ngành, phỏng vấn vào một công ty dịch vụ forwarder ở vị trí sales logistics và được nhận. Sau 3 tháng không có nổi một khách hàng nào để take care thì em cũng tự xin nghỉ vì không phù hợp. Đến đây thì em bắt đầu khủng hoảng, thất nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc cho ra hồn. Trong lúc bế tắc, em thi vào một bang Big Four của nhà nước với mong muốn ổn định vì áp lực từ những người xung quanh và gia đình. Và em đã đậu. Ai cũng mừng cho em, nhưng chỉ mình em biết là mình không cảm thấy vui vẻ gì. Vì em đã từng làm bang nên em hiểu rõ vấn đề thế nào rồi, nhưng vẫn cắn răng đi làm. Đến nay cũng được 6 tháng rồi, nhưng ngày nào em cũng có suy nghĩ muốn nghỉ việc. Ngân hàng nhà nước thì 80% là con ông cháu cha, sếp thì độc tài, muốn thăng tiến ở đây chỉ có quan hệ, nhậu nhẹt và tiền. Em thật sự không thể hòa hợp nổi. Tâm trạng tiêu cực dẫn đến kết quả không tốt, sếp đì, đồng nghiệp thì nói xấu. Tất cả khiến em từ một người tự tin, cầu tiến, luôn cố gắng, trở nên ù lì, lười biếng hẳn, thậm chí tự ti vào bản thân mình. Em không rõ vấn đề là do đâu. Do bản thân em quá tham lam à? Hoặc là do môi trường không phù hợp? Em rất muốn được cống hiến nhưng mỗi ngày đi làm em đều cảm thấy nghẹt thở, tiêu cực và không muốn cố gắng để hòa hợp nữa. Dịch thế này xin nghỉ thì cũng hơi mạo hiểm. Em lên đây muốn xin ý kiến của mọi người là bây giờ bắt đầu lại có muộn không? Và em cần phải chuẩn bị những gì? Em biết em còn nhiều thiếu sót, nhưng với những gì em hiện có thì em có thể làm được gì? Em đang quan tâm về ngành marketing nên em có thể bắt đầu từ đâu? Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Em xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày đầu tuần vui vẻ. Anh hỏi thật, bao nhiêu bạn có thể đồng cảm với những trăn trở, áp lực, thậm chí là nỗi đau mà bạn trẻ này đang trải qua? Bao nhiêu bạn nhìn thấy những ngày tháng của chính mình, nghe ra suy nghĩ của chính mình trong trăn trở của bạn trẻ này? Một câu chuyện quá thật, một trăn trở quá đổi xót xa cho một bạn trẻ đang ý thức rất rõ là cái phần trẻ nhất, nhiệt huyết và háo hức nhất bên trong của mình đang chết dần, chết mòn đi mỗi ngày. Anh chẳng biết là cái bạn trẻ đó có xem được cái video clip này không, nhưng điều đầu tiên mà anh cảm nhận và trân trọng ở bạn đó là dù đã trải qua rất nhiều những cái bao vấp và áp lực thì đến khoảnh khắc này
bạn vẫn còn giữ được cho mình ý chí và khát khao đi tìm câu trả lời cho bản thân và sự nghiệp của mình. Hiểu ý không các bạn? Bởi vì rất nhiều người khi trải qua những cái biến cố này, tới thời điểm này thậm chí đã buông xuôi, đã tự nhủ là đời nó vậy, đời mình nó vậy, dịch bệnh mà sao khác được, cái ngành này nó vậy rồi, thôi kệ. Và ngay lúc này thậm chí họ cũng không có đủ can đảm để viết ra những trăn trở, để đối diện với những cảm xúc của chính mình. Họ đang bận rộn để cày Netflix, lướt TikTok và ngao ngán ngồi chờ đến ngày hết dịch rồi tính tiếp. Có đúng không? Nhưng lỡ như dịch bệnh sẽ không bao giờ kết thúc thì sao? Lỡ như một quốc gia giàu có và phát triển hàng đầu thế giới với dân số chỉ có 6-7 triệu người như là Singapore mà rồi cũng phải thú nhận là họ sẽ phải chấp nhận sống cùng với Covid thì sao các bạn? Cho nên phải có cái ý chí để tìm câu trả lời. Và vì vậy, anh xin tặng cho bạn trẻ này một cái respect. Là một người trẻ tuổi, anh tin là chúng ta có trách nhiệm, dũng cảm để đối diện, đương đầu, chung tay để tìm ra câu trả lời cho bản thân, cho gia đình và thời đại của chính chúng ta. Chứ không phải ỷ lại, khoanh tay và ngồi chờ đợi thế hệ cha chú, thế hệ bố mẹ của mình gồng lên và đưa ra giải pháp. Đó là thái độ quan trọng của một người trẻ tuổi. Tuy nhiên là bên cạnh cái ý chí và tinh thần còn sót lại thì phải thẳng thắn là cho đến hết cái bài viết đó thì bạn vẫn chưa nhìn ra được định hướng và lối thoát cho riêng mình, đúng không? Bằng chứng là sau liên tục những cái thất bại ở những công ty đa quốc gia, một cái ngân hàng nhà nước, công ty logistics, công việc dạy tiếng Anh thì bạn vẫn chưa rút ra được cho mình cái bài học cốt tủy và vẫn tiếp tục em đầu máu lao vào một cái ngành khác đang rất hot trên thị trường là marketing. Trời má ơi, không lẽ nó không nhận ra là marketing ngày hôm nay là cái ngành mà nó khắc nghiệt và nó có cái mức độ đào thải gấp 3, gấp 5 lần tất cả những cái ngành mà bạn đã thất bại trước đó à? Thẳng thắn nha các bạn, ngoại trừ tiền kỹ thuật số ra thì không có cái ngành nào mà nó bị disrupted, nó bị biến động khủng khiếp như ngành marketing. Nó là ngành chịu ảnh hưởng và biến động thay đổi khôn lường nhất bởi công nghệ, mạng xã hội và hành vi người dùng. Chúng ta nhìn thấy sự cáo chung của những cái quảng cáo trên TV, báo chí, sự giãy chết của ngành event, tổ chức sự kiện, cho đến sự bùng nở của KOL, bán hàng online, Facebook, YouTube, TikTok. Sự biến động xảy ra khủng khiếp và liên tục. Cho nên mấu chốt đầu tiên mà anh muốn tháo gỡ trong nhận thức của bạn, cái mấu chốt mà đã dẫn bạn đi từ hết thất bại này cho đến ba bắp khác trong 2 năm vừa rồi, vấn đề không phải là công việc hay ngành nghề hay văn hóa doanh nghiệp. Vấn đề chỉ có một mà thôi, đó là bản lĩnh và khả năng thích nghi của em quá thấp. Chúng ta cùng phân tích phản biện để mở ra vấn đề này ha. Thứ nhất, bạn đã rớt trong N đợt phỏng vấn Management Training trong các tập đoàn đa quốc gia. Ai đã từng tham gia vào những cái đợt tuyển dụng này rồi? Ai đã trải nghiệm cái đó rồi? Anh thậm chí đã tham gia thiết kế cái chương trình tuyển dụng và phát triển Management Training này rồi luôn á. Và nếu ai có cái kinh nghiệm trong ngành nhân sự HR sẽ đồng ý với anh là tiêu chí quan trọng nhất để tuyển MT, Management Trainee, không phải là chuyên môn, không phải là năng lực cứng. Tiêu chí quan trọng nhất để tuyển MT là năng lực mềm. Cụ thể là khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, khả năng thích nghi, khả năng tự học hỏi, nghiên cứu, khả năng phối hợp, làm việc đội nhóm, khả năng thể hiện những quan điểm và thuyết phục. Và sau N lần rớt đó, bạn trẻ này đã không nhận ra cái sự thiếu sót rất cụ thể đó của riêng mình. Thứ hai, bạn đã không thể tồn tại và phát triển được trong môi trường của các ngân hàng thương mại cổ phần, thậm chí là trong Big Four, là 4 ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam. Và bạn than phiền về cái môi trường nhiều drama, politics, chính trị, phe phái khiến bạn cảm thấy ức chế. Vậy bạn tưởng là khi làm cho Coca-Cola hay Unilever thì sẽ không có chính trị và phe phái à? Có mà lầm to em nghe.
ai đã từng làm việc trong những cái công ty và tập đoàn nước ngoài lớn rồi thì chạy vô đây xác nhận cho anh Quéo xem là ở đó nó có phe phái không, nó có chính trị hay politics không. Nghe nè anh, về mặt quy luật là bất cứ công việc nào mà nó có từ 3 người trở lên tham gia thì tự khắc sẽ nảy sinh politics, chính trị và phe phái. Đó là bản chất tự nhiên, bởi vì chính trị thực chất là cuộc chơi của sự ảnh hưởng, influence. Cho nên đã chơi là phải chịu chơi, phải chấp nhận, học cách chơi để cho thắng, cho đúng mà vẫn không đánh mất mình. Còn nếu chơi không nổi, chơi thua rồi lại đi đổ lỗi cho luật chơi thì chơi kiểu đó con nít nó còn cười, huống hồ là sếp, huống hồ là công ty của các bạn. Cho nên vấn đề không phải là môi trường, vấn đề vẫn là bản lĩnh của các bạn. Bởi vì em thiếu kỹ năng xây dựng sự tin tưởng, mở rộng các mối quan hệ, kỹ năng thương lượng, thuyết phục, kỹ năng dẫn dắt, và dĩ nhiên cả cái sự am hiểu về luật chơi để biết cách tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn của người xấu. Và không ngây ngô được nữa các bạn. Ngày hôm nay, thay vì ngồi đó và ước mong đến một ngày nào đó ở ngoài đường sẽ không còn kẻ xấu nữa, thì người khôn ngoan sẽ tập trung vào chuyện luyện tập võ nghệ, khả năng tự vệ. Như vậy chẳng phải là chủ động và thực tế hơn à? Hiểu ý anh không? Còn lại một góc nhìn cái thực tế của bạn bè của anh đang làm việc trong những cái ngân hàng thương mại cổ phần lớn ở Việt Nam nè. Đúng là khi thiếu những mối quan hệ và sự quen biết thì các bạn sẽ rất khó lên được vị trí lãnh đạo và đạt được mức lương 300-400 triệu một tháng. Nhưng ngày hôm nay vẫn có hàng trăm, hàng ngàn những cái chuyên viên ngân hàng, những quản lý dùng chuyên môn và năng lực tự thân của họ để phát triển sự nghiệp với mức lương 40-50-100 triệu một tháng. Họ vẫn sống tốt, làm tròn trách nhiệm, thể hiện được chuyên môn, phục vụ khách hàng, chăm lo cho gia đình. Không lẽ như vậy không đủ à? Và rồi kế đến là góc nhìn thực tế của những người bạn của anh là COCC, còn ông cháu cha luôn nè. Đúng, ba mẹ có thể giới thiệu những mối quan hệ làm ăn cho các bạn, nhưng để gìn giữ và phát triển được cái mối quan hệ đó trong suốt 5 năm, 10 năm thì đó là năng lực của các bạn, là khả năng ăn ở của các bạn. Họ có thể truyền bảo kiếm vào tay của các bạn, nhưng dùng nó để chém chết kẻ thù hay tự múa may rồi cắt đứt tay đứt cổ của chính mình là do tài nghệ và bản lĩnh của chính các bạn. Cho nên đừng có ngồi đó than vãn và oán trách số phận nữa. Nói về sự công bằng thì trong sách Nam Hoa Kinh, Trang Tử có dạy: trời đất sinh ra vạn vật, không có con nào giống con nào, tất thảy đều khác nhau. Nhưng rồi con vật nào cũng có cách để tìm kiếm được sự bình an và hạnh phúc của riêng mình. Đó là cái lẽ công bằng lớn lao của tạo hóa. Cái thứ ba, cái này thì nó rất là hiển nhiên và anh thật sự thấy lạ là sao 9x đời cuối rồi mà các bạn vẫn còn những cái suy nghĩ rất là ngây ngô giống vậy. Đó là nghĩ là mình có bằng IELTS 7 chấm, nghĩa là mình có thể đi dạy. Sao thời buổi này rồi mà còn có suy nghĩ đơn giản vậy, đúng không? Chỉ dựa vào cái bằng mà mong có được việc tốt, làm sao được em? Đâu có đúng đâu. Right. Em nhìn anh nè, anh đi dạy ngày hôm nay trong suốt mười mấy năm, từ già đến trẻ, từ sinh viên cho đến cha mẹ, từ nhân viên cho tới quản lý, từ trong nước và bây giờ vươn ra đến cả chục quốc gia nước ngoài nữa, mà anh đâu có bằng sư phạm đâu nè. Cho nên để mình có thể đi dạy được thì cái quan trọng nhất mình phải có là cái gì các bạn? Là cái gì? Đúng rồi, là nghe sách. Cái gì? Mình cứ nghe sách quý vị ơi. Mình chia sẻ ngày hôm nay mà nhiều người nghe, nhiều người thấy hay là vì mình đẹp thôi quý vị. Quý vị đồng ý với em không quý vị? Cho nên nếu quý vị đồng ý với em, quý vị phải thương em. Quý vị thò cái tay, quý vị thả cái like giúp em một cái. Em cảm ơn quý vị nha quý vị. Hiểu không em? Cái đoạn xàm xàm vừa rồi đó, cái đó gọi là kỹ năng, là sáng tạo và hài hước trong chia sẻ. Và cái này không có nằm trong cái bằng. Dĩ nhiên bằng cấp cũng quan trọng, nhưng chúng ta cần nhiều hơn một cái bằng để làm tốt một công việc. Có đúng không nè? Cho nên gom ba cái phần phân tích vừa rồi lại,
thì mấu chốt dẫn đến cái sự mênh mang của bạn trẻ này, đó là cái hiểu còn rất là hẹp về bản lĩnh để bước vào thị trường, cho nên đâm ra chán nản và rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và rồi cái cuối cùng anh nghĩ cũng rất là đáng tiếc, đó là trong suốt cái bài chia sẻ của bạn, chúng ta nghe ra là bạn ghét cái này, bạn không chịu được cái kia, bạn chưa làm được cái nọ, ok, nhưng tuyệt nhiên anh không nghe ra được là vậy cuối cùng bạn thật sự thích cái gì, bạn thật sự đang tìm kiếm cái gì, bạn mạnh điểm nào, bạn tự tin và say mê với cái lĩnh vực gì. Hiểu không các bạn? Và khi cái neo để mình kết nối với bản thân mình nó trở nên mong manh và mơ hồ, thì hiển nhiên là bạn sẽ bị những suy nghĩ, quan điểm, những cái sự khuyên ngăn của bạn bè, gia đình chi phối, sẽ bị xu hướng của thời cuộc cuốn đi, và sẽ bị những cái cơn biến động của thị trường nhấn chìm. Đó là cái giá không thể tránh khỏi. Cho nên đến thời điểm này thì thẳng thắn nha, anh thật lòng không biết là cái bài giảng này có đến được với cái bạn trẻ trong post hay không. Nhưng các bạn có để ý là thật ra nãy giờ anh đang trò chuyện với ai không? Là với các bạn đó. Sau 15 năm làm tư vấn và huấn luyện thì nói thiệt nha, cái buồn cười nhất mà anh nhận ra về bản tính của con người á, là hai con mắt của chúng ta hướng ra ngoài. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt của người đối diện, chỉ là mình không thể nhìn thấy gương mặt của chính mình. Chúng ta rất nhanh nhạy để soi ra được cái khuyết điểm trong hành vi suy nghĩ của sếp, của khách hàng, của một nghệ sĩ, của một quan chức, của vợ hoặc chồng của mình, của bố mẹ của mình, hay là của một cái bạn trẻ trên mạng xã hội. Nhưng chúng ta rất khó để nhìn ra và chấp nhận những cái khuyết điểm của chính mình. Và vì vậy mà trong cái lớp dạy về kỹ năng lãnh đạo của anh á, anh luôn chia sẻ một điều, đó là cái năng lực cốt tủy của một người lãnh đạo thật ra không phải là khả năng chia sẻ và dẫn dắt người khác, mà chính là cái khả năng tự nhìn vào bên trong, ý thức, tự chất vấn và cảnh tỉnh được bản thân của mình. Vì vậy đến thời điểm này anh hỏi thiệt nè, ngay lúc này các bạn có đang có những cái tư duy bị động và đổ lỗi đó hay không? Nếu có, các bạn đang đổ lỗi cho cái khía cạnh và hoàn cảnh nào của riêng mình? Các bạn có đang mất sự kết nối với chính mình hay không? Mà nếu có, thì các bạn đang mơ hồ về cái khía cạnh nào của chính mình? Nếu là fan cứng thật sự của ông Béo nha, thì ngay bây giờ dừng video clip lại, trả lời câu hỏi này bằng một cái comment của các bạn ở bên dưới. Anh tin là tới lúc này các bạn đã dành ra một cái khoảng lặng để tự nhìn nhận và soi rọi lại bản thân của mình và trả lời bên dưới rồi, đúng không? Anh có nghiêm khắc quá không các bạn? Anh thật tâm mong là cái góc nhìn và chia sẻ nhỏ này của anh ít nhất có thể giúp được cho các bạn, những khán giả của anh, trong những ngày tháng chông chênh này, tìm lại được cái sự điềm tĩnh, sự thẳng thắn để quay trở về và đối diện, hiểu đúng cuộc chơi, đối diện với những cái trăn trở băn khoăn của bản thân mình, và rồi từ đó nhìn ra con đường để cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Sự liên tục thay đổi, kết nối và thích ứng, đó chính là nền tảng để giúp chúng ta giữ sự bình an trong lòng, trong tâm trí. Đó mới thật sự là con đường để đạt được cái gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Right. Nếu tới thời điểm này bạn nào thấy cuộc sống và định hướng của mình đang rõ ràng, đang rất say sưa và quyết liệt, thì chúc mừng các bạn. Chưa cần phải học thêm bất cứ thứ gì từ anh đâu. Tập trung làm, lăn lộn và trải nghiệm. Ok. Ngược lại, những ai đã nhìn ra và đang đối diện với cái sự bâng khuâng, mơ hồ về định hướng, sự mơ hồ về chính bản thân của mình, thậm chí đang rất là khủng hoảng và áp lực, thì đi tiếp với anh thêm 3 giờ đồng hồ nữa trong cái lớp học streaming trên Zoom. Xin cho phép anh được dẫn dắt các bạn thêm một đoạn nữa, một cách cá nhân và sâu sắc hơn, để phân tích và hiểu đúng vấn đề của chính mình, lên một cái kế hoạch từng bước cụ thể để trau dồi bản thân trong giai đoạn tiếp theo và vượt qua những thử thách. Chưa cần phải nghĩ đến việc tham gia vào khóa huấn luyện chuyên nghiệp của anh đâu. Cứ tham gia vào cái buổi học nhỏ trên Zoom để hiểu đúng và thử thách và nhu cầu của mình trước đã. Và vì là khóa học streaming nên giá nó cũng rẻ hơn à, chỉ tốn chi phí cho cái ekip tổ chức và facility cho buổi học thôi, chỉ có 100.000 đối với lại khóa Lead Your Career,
tìm lại định hướng cho sự nghiệp của mình, và 120.000 với cái khóa học Quarter Life Crisis để đương đầu với khủng hoảng 1/4 cuộc đời của chính các bạn. Right. Cho nên nếu đang ổn thì chưa cần đi học, tập trung làm. Còn nếu các bạn thật sự nghiêm túc muốn có một chiến lược hợp lý và cụ thể cho mình, đây là lựa chọn phù hợp nhất. Anh để link để đăng ký cho cả hai khóa học ở trong description. Còn nếu thấy anh đẹp trai thì thả liền một like ủng hộ. Nhanh lên, cái nút like nằm đâu đây nè. Thả, chọt vô. Thú thật là cái quá trình để chuẩn bị cho bài giảng này, nó cũng giúp anh tìm lại cái sự bình an cho chính bản thân anh, tự nhắc nhở lại với anh lời dạy quan trọng của thầy anh là giáo sư Stephen Covey, tác giả cuốn sách 7 thói quen của người hiệu quả và sự ổn định. The only thing that doesn't change is change itself. Nếu có một thứ duy nhất ổn định và sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là sự thay đổi. Cho nên thay vì ước ao và vô vọng tìm kiếm cho cái sự ổn định ở bên ngoài, thì hãy nuôi dưỡng cái sự ổn định ở bên trong. Liên tục lắng nghe chính mình một cách ổn định, liên tục thích nghi một cách ổn định, liên tục trau dồi một cách ổn định, thậm chí liên tục thay đổi làm mới chính mình một cách ổn định. Và hành trình trưởng thành đó xin được đồng hành cùng với nhau. Cảm ơn các bạn.